Hãy đăng ký kênh trước khi xem video. Hãy đăng ký kênh trước khi xem video. Mọi người chờ chúng tí nhá. Top 7 tuần rồi. Vì boy xịn rồi chị ơi, vậy á? Vì boy xịn rồi á? Đóng cửa chị ơi, đừng tắt. Mọi người ơi, Dung không tắt like đâu, tí Dung ra khỏi phòng Dung like mọi người ạ. Ta cười thả luôn cho coi. Đây, con nhái đây, con nhái đây. Dung ơi, Dung thích ăn bánh tráng không? Có, cái gì Dung cũng ăn hết rồi. Chị ơi, chị Dương thì Kim Anh ơi, cái gì Dung cũng ăn hết luôn chị ơi. Chị ơi, chị ơi, em cũng ăn hết luôn chị ơi. Chị ơi, em cảm ơn, cảm ơn. Chị ơi, cái gì em cũng ăn hết chị ạ. Từ xứng đáng mặt này. Hello anh em. Chị Dung bảo anh nhặt đống hút thuốc á. Không đây là chàng trai đẹp nhất hôm nay ơi. Hello anh em nhá. Dung bật điều hòa mọi người, nóng quá. Có áp gì đấy. Hello chị mọi người. Mày màn hình mà đăng lên. Mọi người ơi, video boy say rồi. Say rồi. Ông say rồi. Ông xỉn rồi. Video boy say rồi. Nốt để đi về. Về. Nhưng chị Dung như TikTok. Cảm ơn anh nha anh chị. Chị biết ăn đồ miền Nam mắm khô đu đủ mắm không ạ? Thế em không mừng không ạ? Có mà anh ơi, Dung chưa ăn bao giờ á. Dung chưa ăn bao giờ. Bỏ vào vô tủ mọi người. Mọi người cứ bảo Dung giấu gấu thì nhớ về. Nhổ bệnh như này á. Có vậy á. Em cọc gì? Tôi mi đỏ á. Dung xin năm nay các bạn
Không chỉ ở nhà nhưng mà chị hay xuống đây chơi á. Chị Dung sợ tôi chụp đó. Tôi chụp nó bắt tôi chửi ảnh, tôi chụp hình luôn. Chị Dung Sơn Dùng Sơn hay ăn bánh tráng Đà Lạt không ạ? Có. Ê bánh tráng Đà Lạt ngon dã man luôn. Dung bảo lăn nữa nha. Bye bye Dung. Bye bye ơi.